trình giác quan thứ 6. Và mục tiêu cuối cùng được mang tên là chỉ một mà thôi. Rất đơn giản, chỉ một mà thôi có nghĩa là 1 ký. Trên đây có rất nhiều giỏ nhưng mà không nhiều giỏ đúng 1 ký. Các bạn nữ, các bạn có quyền được lựa chọn cả hai bên. Các bạn hãy nhắm thử xem cái nào nó có khả năng đúng 1 ký thì hãy nhờ người đồng đội của mình đi lấy về đây. Các bạn, mỗi người sẽ được lựa chọn 5 lần. Và sau 5 lần lựa chọn, người nào chọn đúng 1 ký nhiều nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng trong vòng thi này. Và chiến thắng trong vòng thi này thì mấy bạn sẽ được 10 điểm. Wow. Rồi bây giờ theo em thì cái giỏ nào sẽ tương ứng với trọng lượng 1 kg? Xanh hoặc hồng, hoặc là bên kia giỏ trái cây xanh. Ok, thích màu xanh. Thử cái giỏ trái cây xanh thôi. Ok. Em sẽ chọn giỏ trái cây xanh. Rồi, mời em tới lấy. Rồi, đem về. Đây. Sai bét rồi. Rồi. Nặng quá hả? Nặng lắm. Rồi, bây giờ tới đội của em á. Em nghĩ là thôi cái mì gói đi. Lấy cái mì gói đi nha. Mì gói. Khi mà hai đội đã lấy đủ 5 chiếc giỏ thì bây giờ MC chúng tôi xin được phép sẽ cân những thứ đồ vật trong cái giỏ này xem trọng lượng của mỗi giỏ sẽ là bao nhiêu nhé. Đầu tiên nha, của Liz nè. Chết rồi. Đấy. 1 ký. Chính xác. Chính xác. Không, một không. 1 ký nhé. Bắt đầu qua bên em ai nha. Chết rồi. 1 ký nhé. Giống như đá lưng lưng vậy đó. Tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về đội của em mà. Cái này có vẻ hơi nặng. Chính xác. Hai đều đúng quý vị. Đây là cú sút của em. Tuyệt vời. Cái này em nghĩ là trời chết, cái này nặng quá. Thua rồi. Thua quá à. Bao nhiêu? 8 lạng. Emma đã giành chiến thắng trong vòng thi này. Trước khi chúng tôi công bố kết quả thì tôi xin phép được khui nhẹ cái ngôi sao may mắn ra. Thế quý vị thì ai đang giữ ngôi sao may mắn ạ? Cái người đó có khi nào đi về rồi không? Em cũng nghĩ vậy. 3 2 1. Không qua khỏi. Vậy là anh ơi, coi mà làm gì rồi. Như vậy, ngôi sao may mắn đã nằm với anh Đăng Khoa, một nhạc sĩ tài ba. Thôi không sao, vui là được rồi. Vui là được rồi. Và bây giờ là phần tổng kết số điểm và đội thắng. Xin mời dạ. Sau 3 vòng thi thì Liz vẫn giữ số điểm là 10 điểm. Còn Emma với cú lội ngược dòng ngoạn mục đã đem về cho mình một con số khủng khiếp. Đó là 15 điểm. Wow. Đồng nghĩa với việc Emma sẽ nhận giải thưởng là 10 triệu đồng. Yeah.